Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một vị khách mời quen thuộc của chúng ta, luật sư Đàm Bảo Hoàng. Em chào anh. Chào MC Đình Toàn và xin chào quý vị khán giả. Thưa anh, ngày hôm nay Toàn có một câu chuyện muốn mời quý vị khán giả và mời anh Hoàng cùng theo dõi. Và Toàn nghĩ là nó sẽ là một trong những cái trường hợp mà chúng ta gặp thường xuyên ở trong cuộc sống. Có thể là những cái giá trị khác nhau, nhưng cái việc mà mình nhặt đồ người ta rơi ngoài đường á thì nó nhiều lắm anh. Nhưng mà trong câu chuyện này thì sẽ như thế nào? Mời luật sư và mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Dì Hai ơi, dì Hai! Dì Hai có nhà không dì Hai? Đứa nào vậy? Ủa? Dì Hai ơi! Ủa tiếng dì Hai rồi, dì Hai đâu rồi dì Hai? Ủa nấu món gì vậy dì Hai? Cái nồi không mà dì Hai, hay cái nồi không dì Hai để đây chi vậy dì Hai? Dì Hai ơi, tiếng dì Hai thì dì Hai đâu rồi dì Hai? Cái thằng này, gì vậy? Ủa vậy, dạ, con chào dì Hai. Dạ. Nghe cái tiếng là biết con qua rồi. Dạ. Cái gì mà ra sùm với nhà dì Hai vậy? Ủa, dì, hồi nãy giờ dì Hai đi đâu mà kêu dì Hai, không thấy dì Hai vậy dì Hai? Dì Hai ở trong phòng đó mà. À, dì Hai ở trong phòng làm gì vậy dì Hai? Con phải là chú công an không mà sao tới nhà chị Hai bắt dì Hai khai lùm la ra hết vậy? Đâu có, con quan tâm dì Hai thôi hả? Dì Hai khai đồ, dì Hai qua nhà ăn Út á. Vợ chồng nó kêu chị Hai qua có công chuyện gấp. Ủa, ghê lộn hả dì Hai? Ủa, sao ghê lộn vậy dì Hai? Sao vợ chồng Út ghê lộn vậy dì Hai? Tém cái miệng lại, tém lại. Người ta giả một cái là rớt mấy cái răng. Ôi, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện thấy sợ luôn. Cái gì con cũng nghĩ quá vấn đề lên vậy? Chứ qua nhà Hai có chuyện gì không con? Dạ, mai đám giỗ bà nội con. Con mời dì Hai qua nhà con ăn đám giỗ. Hai cảm ơn nha. Dạ. Thôi được rồi, ngày mai Hai sẽ ghé. Dạ, vậy thưa dì Hai con về. Ừ, con về đi rồi Hai đi công chuyện luôn. Gì vậy con? Gì vậy? Nhà dì Hai có khách đúng không vậy? Làm gì có? Con là khách đó chứ có khách nào nữa đâu. Không, đừng giấu con. Hả? Nói có bằng chứng đàng hoàng. Đôi giày đen kìa, đôi giày đen kìa, đúng không? Ê, con không có được đánh giá bấy nát cái nhân phẩm của Hai nha. Trong xóm này á, Hai là trinh nữ đó. Nhưng mà sao? Cái đôi giày đó là của ông Hòa, cháu của Hai, nó ở thành phố xuống chơi đó mà. Hòa? Ừ. Hòa. Cái người mà hồi đó là có chơi chung với con đúng không vậy Hai? Chính xác. Mỗi lần nó về á, hồi đó nó rủ bay đi đá banh, nó bay quên rồi hả? Con nhớ rồi. Con chưa là sẵn mai nhà con đám giỗ gì Hai mời anh Hòa qua nhà con ăn cơm luôn nha. Rồi được rồi, để Hai nói chuyện với nó coi nó chịu đi không nha, chứ cái thằng càng ngày càng lớn càng mắc cỡ. vậy là được rồi ha, con nhờ dì Hai nha. Thưa dì Hai con về. Về liền. Dạ dì Hai con về. Ai lên tiếng tôi lụm à? Dạ, trà ngon không chị Hai? Uống nữa nha. Hai cảm ơn con. Cho Hai gửi lời cảm ơn vợ chồng con luôn nghe. Dạ. Đủ ăn ngon hết sức. Dạ. Thôi Hai về nhà nghe. À, đi về luôn con trai. À, con ở lại nói chuyện với lại anh làm tí. À không sao. À, dạ. Con về sau nha. Dạ. Hai về nha ba. Dạ. À, chuyện gì anh Hòa? À, tại vì em có chuyện này hơi thắc mắc muốn hỏi anh mà. Em tính hỏi là cái đồng hồ á, anh mua đâu đẹp vậy? À, hỏi cái đồng hồ hả? Dạ. Đẹp không? Đẹp.
hình con rồng thấy nó khí thế không? Dạ dạ, em biết giá trị của đồng hồ mà. Cái này là anh tự có. Anh tự có hay là anh nhặt được vậy? Ủa, sao nói vậy hả? Thật ra là không có giấu anh, hôm qua em đi trên đường á là em rớt cái đồng hồ y chang vậy á, em tính hỏi xin lại á. Vậy ôi nè, thứ nhất nè, cái đồng hồ này á là Nam nói cho anh Hòa biết, Nam không có nhặt, cái này Nam lụm nha, Nam lụm cái đồng hồ, và trong lúc lụm cái đồng hồ Nam có hê lên, có ai làm rớt cái đồng hồ, có ai làm rớt cái đồng hồ không, không ai nói, cho nên đây giờ Nam đem về Nam đeo, đây là cái như đồng hồ thuộc về của Nam rồi. Anh Hòa đừng nói gì hết nha. Không phải, hôm qua là cái đường đó lúc đó thì cũng vắng, không có ai hết đó. Rồi em đi làm công chuyện thì em để cái đồng hồ vô túi quần. Thì trên đường đi thì em móc ra thì vô tình nó rớt mà em không biết mà, tại vì có việc vội quá thì. Nói chuyện phi lý quá. Tự nhiên thấy đồng hồ đẹp cái nhận mình làm rớt đồng hồ. Ủa đồng hồ đẹp người ta phải đeo trên tay, đồng hồ đẹp phải đeo trên tay, ai bỏ vô túi quần. Trời ơi, rất là phi lý nha. Bỏ túi quần lấy ra làm rớt, xin lỗi nha. Anh Hòa nói vậy là không có cơ sở gì á. Nhưng mà cho dù cơ sở cũng vậy thôi. Cái này là tôi lụm và không ai nhận, cho nên đây nó là của tôi nha. Ủa anh nói vậy là sao kỳ vậy? Tại vì khi mà anh lụm được đồ giá trị thì anh phải đem lên chính quyền, tự nhiên anh lấy luôn về làm của riêng là sao? Ủa, tôi lụm, tôi có hơi lên nè, nhưng mà không ai lại nhận thì cái này có này của tôi mang về chứ, tự nhiên nợ công an chi hả? Đây là một cái đồng hồ rất giá trị và là vật kỷ niệm của em. Nãy giờ là em nghĩ anh là quen biết cho nên em không làm lớn chuyện, em chỉ xin lại thôi. Có bằng chứng gì nó nói cái này là của anh Hòa thôi, không có xin gì vậy đó, cái này thuộc về của tôi. Em không nói nhiều với anh nữa, bây giờ anh trả lời hay không? Em sẽ đi báo công an. Tôi đi học. Dạ rồi, ở đây chúng ta thấy có một câu chuyện. Đương nhiên là em biết cái câu mình được dạy từ nhỏ là nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Nhưng mà ở đây rõ ràng là cái anh này lúc mà nhặt được cái đồng hồ thì đâu có biết là nó của ai mà đem trả, bây giờ trả ai hay như thế nào, đúng không ạ? Thì cho nên là tới khi người bạn gặp lại đúng cái đồng hồ mình đòi, mà giờ anh nói là này là anh nhặt được mà, chứ anh đâu có ăn cắp đâu, thì anh không trả được không ạ? Vâng, cái trường hợp này để luật sư giải thích cái thuật ngữ cho em chuyên ngành bộ luật dân sự. Dạ. Nó quy định rõ là những trường hợp nào gọi là chiếm hữu có căn cứ pháp luật. Thì những trường hợp chiếm hữu có căn cứ pháp luật đó là chủ sở hữu chiếm hữu, hoặc là người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý, hoặc là người được thực hiện qua các cái giao dịch dân sự mua bán cầm cố, hoặc là trường hợp nữa là người nhặt được. Nhặt được các tài sản bị rơi, bị chìm đắm, vân vân. Thì những trường hợp mà nhặt được chiếc đồng hồ này thì được xem là chiếm hữu có căn cứ pháp luật. Còn những trường hợp nào không thuộc vào những trường hợp nêu trên thì gọi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Theo quy định pháp luật, khi chúng ta nhặt được tài sản rơi, chúng ta phải lập tức báo ngay cho chính quyền địa phương, công an phường gần nhất về cái việc nhặt được tài sản đó, để cơ quan này họ mới thông báo cho chủ sở hữu đến nhận tài sản. Dạ. Ủa nhưng mà rồi em nói ví dụ như rồi người ta không tìm ra cái người chủ đó thì sao? Dạ vâng, luật cũng có quy định rất rõ nhé. Dạ. Sau thời gian 1 năm, sau khi chính quyền địa phương họ thông báo trên các phương tiện rồi nhưng không có chủ hữu nào đến nhận thì giải quyết như sau. Nếu cái tài sản này nó có giá trị dưới hoặc ít nhất bằng 10 lần cái mức lương cơ sở do nhà nước quy định, hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000, nó tối thiểu hoặc là bằng 10 lần thì cái mức này, thì sau 1 năm những tài sản này nó không ai đến nhận cả thì được chính quyền giao cho cái người nhận được tài sản đó, là lúc đó mình được toàn quyền sử dụng nó. Đúng rồi. Dạ. Và nếu tài sản này nó có mức cao hơn gấp 10 lần, dạ, 10 lần thì trong trường hợp đó sẽ giải quyết như sau, thì là sau khi trừ cái chi phí quản lý bảo dưỡng cái đó, còn lại sẽ cho cái người nhận được hưởng 10 lần giá trị, và cái phần dư trên 10 mức lương cơ sở sẽ chia cho 50%, còn 50% còn lại nhà nước được hưởng. Là mình sẽ nhận được thêm 50% cái phần trên lệch, trên lệch so với 10 lần mức lương cơ sở. Đúng rồi. Anh, nhưng mà ở đây nếu như trong trường hợp mà cái người nhặt được đó, họ vẫn quyết định không trả cái đồng hồ đó, hoặc là ý mình nói có thể mở rộng ra cái tài sản đó, thì có bị xử lý theo pháp luật? Đấy, thì như ở trên, ở góc độ dân sự thì đã quy định rõ rồi, người nhặt được là phải giao nộp chính quyền rồi.
và chúng ta phải trả lại cho chủ, hiểu rồi. Những cái việc mà khi có người đến chứng minh được tôi là chủ sở hữu hợp pháp, dạ, chứng minh được nhá, và yêu cầu trả lại, hoặc là cơ quan nhà nước yêu cầu phải trả lại, những cái người nhận được tài sản này họ không trả thì sẽ bị xử lý về pháp luật. Cụ thể ta ví dụ như là nhận tiền đi, ví dụ nhận tiền. À, em đang nghĩ là có cái vấn đề nhiều hơn là mình thấy là mình bây giờ mình chuyển tiền bằng điện thoại á, thì mình rất hay chuyển nhầm. Đúng rồi. Vậy thì khi mình chuyển nhầm rồi bây giờ mình đòi thì có một số người họ sẽ rất là vui vẻ trả lại, ừ thì nhầm lẫn, nhưng có một số người họ sẽ không trả, hoặc là họ viện lý do là họ không biết ABCD như thế nào đó, họ để câu kéo thời gian, thì cái đó mình sẽ giải quyết. Thì đó, cái, những cái trường hợp mà những người mà đã nhận được tài sản hoặc nhặt được tài sản mà không có căn cứ đó, thì những trường hợp đó mà phải trả lại cho các chủ sở hữu, hoặc là trả lại theo yêu cầu cơ quan nhà nước, cơ quan công an họ mời lên phải trả lại. Nếu chúng ta không trả lại thì chúng ta sẽ bị xem xét xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự theo cái tội là chiếm hữu tài sản không có căn, chiếm đoạt tài sản không có căn cứ pháp luật. Cụ thể là cái khung hình phạt nó có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm tù giam, hoặc phạt tù giam từ 3 tháng đến 2 năm tù. Còn nếu tài sản mà nó có giá trị trên 200 triệu thì có thể phạt từ 1 năm đến 5 năm tù. Cho nên trong trường hợp này là coi chừng chúng ta nhặt được tài sản hoặc chúng ta được hưởng lợi cái tài sản do người khác chuyển nhầm tiền, hoặc nhặt được giá trị tài sản mà lại hiểu rằng là có quyền sử dụng luôn, là coi chừng chúng ta sẽ bị xem xét, bị khởi tố về mặt hình sự bởi vì chiếm đoạt tài sản không có căn cứ. Dạ. Còn em ấy ở khía cạnh người bị mất tài sản thì họ có trách nhiệm phải làm gì ạ? Khi người bị mất tài sản thì khi chúng ta mất như vậy thì chúng ta phải đi báo. Chúng ta phải báo để xem được là báo cho chính quyền địa phương. Nếu chúng ta nhớ được chúng ta rớt đánh rơi ở khu vực nào thì báo cho ủy ban nhân phường, công an phường làm đơn trình báo là tôi có làm rớt cái vật này. Để khi trong trường hợp mà cơ quan chức năng được các người chủ nhật được đến thì họ sẽ báo. Và chúng ta phải kèm theo các tài liệu gì chứng minh để tài sản đó là của chúng ta, chứ không thể là cái đơn trình báo đơn thuần. Chúng tôi rớt cái đồng hồ hay là cái gì đó phải kèm theo là mua ở đâu, giấy tờ như thế nào chúng ta mô tả. Chứ còn chúng ta, còn đương nhiên nếu chúng ta quên không làm trình báo, mà nếu khi mà biết được thông tin chính quyền địa phương đó có báo à có người chúng tôi đang giữ một cái đồng hồ, ai đồng hồ ở đây thì ai chứng minh là chủ sở hữu thì người này liên hệ, nhưng phải kèm theo các giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp thì mới được xem xét hoàn trả lại cái tài sản này. Em nói ở đây ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy cụ thể là cái đồng hồ đi, thì cái em gọi là cái điều để chứng minh anh, nó có thể là một cái hình ảnh mình chụp mình có đeo cái đồng hồ đó thì có được tính không anh? Cái đó cũng là một cái trong cái chứng cứ, tuy nhiên cái về mặt cái hình ảnh không thì chưa đủ, bởi vì đồng hồ nó có thể cùng một loại mua rất nhiều đó. Nếu chỉ dựa vào một cái hình ảnh của ông thôi thì chưa đủ, chúng ta phải mô tả cụ thể được cái đồng hồ đặc điểm nhận dạng của nó có cái gì để chứng tỏ là chủ sở hữu. Còn chúng ta nếu mà chúng ta mua mà lại không có giấy tờ, chúng ta không chứng minh được thì cũng là chưa chắc được có thể được mà lấy lại tài sản đó. Và nghĩa vụ của chúng ta phải chứng minh. Thật ra em hỏi câu đó bởi vì mình thấy là đối với những cái tài sản mọi người thường hay mua xong thì những cái giấy tờ mình sẽ không có sử dụng nữa, mình sẽ, lâu quá mình sẽ bỏ, mình không có dùng được. Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng là một câu chuyện để tất cả chúng ta cùng lưu ý trong ngày hôm nay quý vị khán giả nhé. Đến đây thì cho phép Đình Toàn và luật sư Đàm Bảo Hoàng gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị khán giả. Em chỉ thấy là sống ở dưới quê hả, thiếu thốn, em thấy má khổ như vậy em không có chịu được. Trong khi em cũng là con ruột của má, cho nên khó khăn như vậy chứ. Vậy mà anh thương em, anh thương má. Tại vì không phải má của anh, anh không có thương đúng không? Anh nói kìa cùng việc. Hai cái cương quyết đó thì chắc hai cái chỏi nhau đó thì coi như là cái gia đình này, cái hạnh phúc này tôi nghĩ rằng cái tan vỡ nó là cái khả năng rất lớn.